Một nơi lạ lẫm, ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ, cửa khóa, hướng duy nhất đi được là về phía trước. Giữa dòng nước chảy đến vô tận là một cái cây, cách nó lơ lửng giữa không trung tạo nên sự ma mị, như là nó có một sức mạnh thần bí vậy. Đến đây là cuối con đường, không thể bước tiếp nữa. Có lẽ mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Đợi đã, kia là cái gì vậy? Ngọn cây và vùng đất này đều là một. Nó đại diện cho toàn bộ sự sống. Dòng nước cổ xưa này giữ rễ cây ở trạng thái giữa sống và chết. Ngọn cây là số mệnh của chúng ta, dòng nước là nhiên liệu của chúng ta. Ta sẽ cho ngươi công cụ để thay đổi nó. Hãy làm những gì phải làm, nhưng đừng để cho máu chảy vào dòng nước. Vậy là nếu dòng nước bị biến đổi thì cái cây sẽ bị ảnh hưởng và từ đó toàn bộ thế giới sẽ biến đổi theo, đúng không? À, ông ấy biến mất rồi. Wow, mình vừa được cho 3 cái lọ. Vận mệnh thế giới trong tay mình à? Wow, được rồi, không có gì phải căng thẳng hết. Mình làm được mà. Cái cửa nó chỉ lơ lửng như vậy thôi à? Ok. Xem nào. Bên phải cũng có đường, bên trái cũng vậy. Mình quyết định đi thẳng. Oh, một bạn mèo. Tôi không biết đã đứng đây bao lâu rồi. Cái bụng đói của tôi đang chìm trong cơn đau không hồi kết. Well, chắc là mình sẽ kiếm được gì đó thôi. Uống tạm nước không? Không à? Được rồi, tôi sẽ quay lại sau. Bên này trước đi. Thơ mộng thật đấy. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Ở đây có một căn nhà nhỏ, thử đi vào xem. Xin chào, có ai ở đây không? Trong này có mỗi một bộ xương thôi. Tôi vẫn chưa chết. Tôi đã ở đây lâu đến mức gần như quên cách để nói rồi. Nhiều năm trước, tôi đã được tặng món quà của sự bất tử. Ban đầu tôi rất an tâm, nhưng 50 năm sau, thịt trên người tôi thối rữa. Tôi đói, nhưng quá yếu để đi săn. Tôi chỉ có thể nhìn vào bức tường này, quên cách nghĩ, quên cả ý nghĩa. Đừng để mặc tôi ở đây. Nếu có thể, hãy quay lại và giết tôi. Được thôi. Trong lúc chờ, anh bạn có muốn uống nước không? Vậy là không à? Được rồi, hãy đợi tôi nhé. Tôi sẽ quay lại và anh sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa. Phew, nặng nề thật đấy. Để xem nào. À, ở kia có cái giếng nước. Để ra coi. Có cả một cái hũ nữa. Để nhặt phát, biết đâu có ích. Nếu như dùng cái hũ đấy để lấy nước dưới giếng thì sao? Đấy không phải là cách lấy nước. Cho xin lại cái hũ nào. Wow! Mình vừa rơi từ tận trên kia. Wow, ý ra là mình không đơn độc ở đây. Cậu là ai? Biết gì không cũng không quan trọng. Có lẽ cậu có thể giúp tôi. Thứ cậu đang thấy là công trình của cả đời tôi. Tôi phân loại và nghiên cứu hiện tượng ma thuật. Cũng vì như thế nên tôi đã bị nguyền. Một trong những ảnh hưởng của nó là tôi không thể mở cửa gỗ. Tôi bị mắc kẹt. Ước mơ cuối cùng của tôi là tạo nên một thứ gì đó không thể chết. Đáng tiếc là tôi cũng cần đầu lâu của một kẻ bất tử nữa. Kẻ duy nhất mà tôi biết thì sống ở sau một cánh cửa gỗ. Xui thật đấy. Nếu cậu lấy được cho tôi chiếc đầu lâu ấy, chúng ta sẽ không bao giờ phải chết.
Well, ổng đã nghiên cứu từng này sách thì chắc là mình cũng tin tưởng được. Cái gì đấy? Một tờ giấy rơi ra từ cuốn sách à? Ma thuật hưng phấn, tập 2, trang 33. Tên hay đấy. Từng có câu chuyện về một chiếc hũ thủy tinh chỉ đựng được ký ức. Nó giam giữ nghệ thuật được ham muốn bởi con mắt của người nắm giữ nó. Ký ức của người đã khuất có thể được vật chất hóa trong chiếc hũ. Và thường thì nó... Well, nó là tất cả những gì có trong trang giấy. Chiếc hũ đựng ký ức à? Mình sẽ ghi nhớ điều đó. Và mình đã quay về chỗ ban đầu. Well, cũng chẳng có việc gì ở đây cả cho nên là đi ra thôi. Để sang trái rồi nhỉ? Vậy thì lần này sang phải. À, mình có thể ngửi được mùi không khí trong lành ở đây. Có một con dao cắm trên cây và mình nhặt được nó. Liệu mình có phải chém một con quái thú nào không ta? Mong là không. Xem nào, nếu bạn đọc được những lời này thì tôi đã chết. Cliché. Dụng cụ này đã giúp tôi nghiên cứu, mong rằng nó cũng có thể giúp cậu. Hãy cẩn thận, con dao này đã trở nên mỏng manh qua nhiều năm và có lẽ chỉ dùng được vài lần nữa thôi. Đáng lẽ mình không nên vung linh tinh như lúc nãy. Thử đi vào đây trước xem đã. Là một hồ cá. Mình có chém được cá không? Mình không chém được cá. Được rồi, lên cầu thang nào. Nơi này thanh bình thật đấy. Mình sẽ đi dạo một vòng trước xem sao. Đây là một bia mộ à? Là bia mộ của một ngư dân. Nó khắc dòng chữ mong chúng ta được thấy ông trong những giấc mơ. Mong ông yên nghỉ. Ra phía này xem sao. Well, trừ một cái cây thì không có gì cả. Cơ mà dưới hồ thì có một con cá màu cam. Trông đẹp phết. Không biết liệu mình có kiếm được cái cần câu nào không nhỉ? Được rồi, để tiếp mục chính. Đi ra căn nhà giữa hồ thôi. Nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Dành những năm cuối đời sống ở đây thì cũng không đến nỗi tệ. Một cái đệm, bàn, tủ đựng gì đó. Và một bức tranh. Đây chắc hẳn là giây phút cuối đời của lão ngư dân. Và bên cạnh lão là một con cá màu cam, giống như con cá mình thấy ban nãy. Có gì đó bảo mình rằng vẻ đẹp của nó tương đương với độ chết người của nó. Ở bên cạnh nhà thì có một cái thuyền với một chiếc cần câu. Hay, nó đang được buộc vào cây cho nên là... Ok, giờ thì chạy theo thôi. Và mình đã có một cái cần câu. Để thử luôn xem nào. Hay, bắt được một con. Để đi bắt con nữa xem. Ngon. Mặc dù mình biết con cá cam nó nguy hiểm cơ mà chắc là không sao đâu hả? Tránh à? Kìa, nào. Ok, tốt, mình vẫn chưa chết, tốt. Cơ mà hết việc để làm rồi. Chắc hẳn trong nhà phải có cái gì đấy nữa đúng không? Chứ chẳng có cái gì cả. Cái tủ không có gì. Bàn cũng không. Đệm, đấy là một tiếng nhạc kỳ... quái? Hả? Kia là chữ cây bạch dương chết à? Ôi không, nó không nói về cái cây thế giới chứ đúng không? Được rồi, bình tĩnh, để xem có gì khác thay đổi không. Xin chào. Cậu có thấy một bức tranh nào quanh đây không? Tôi từng thấy nó từ rất lâu rồi và nó cứ lảng vảng trong tâm trí tôi. Tôi đã vi hành một thời gian dài để thấy nó, vậy mà nó đã bị mất rồi.
Yeah, tôi có thấy bức tranh lão ngư dân đúng không? Nó ở đây. Này. Đâu mất rồi? Wow, bỏ qua chuyện đấy đi. Mình sẽ đi thám hiểm trước đã. Mình nhớ là ở đây có hồ cá. Wow, trông ảo vãi. Tôi sẽ không muốn ăn nó đâu. Nếu như đi ra ngoài thì sao nhỉ? À, wow, mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Liệu quanh đây có ai để mình nói chuyện không? Hả? Cái gì đấy? Sự tồn tại của ta là không thể. Ok. À, bia mộ. Không biết là cái bia mộ có thay đổi gì không. Cái cây đã biến thành dây thòng lọng. Wow, trông nó quá thấp để treo bất kỳ ai. Đây là bia mộ của một ngư dân. Hãy cắt sợi dây thừng đang trói buộc tôi. Nếu ông muốn vậy. Rồi, giờ thì sao? Nhìn ông không giống một ngư dân lắm. Ta đã từng là con người. Một con cá nguy hiểm đã khiến ta mất mạng. Vậy đúng là con cá cam đã giết ông ấy. Thịt của nó có thể giết những kẻ bất tử, nhưng không thể làm hại cây cối. Dù vậy, sự ra đi của một kẻ bất tử cũng không quan trọng. Hồn ma thì không chết được. Ta thấy chán, quá nhàn rỗi. Ta muốn đầu độc tương lai. Ngươi hãy đưa thứ quả này cho một con vật với trái tim còn đập. Lấy máu của nó. Ta biết cái cây đó. Giết nó đi. Hãy cứu chúng ta khỏi sự vĩnh cửu. Chúng ta cần sự không tồn tại. Được rồi. Vậy là ông không muốn sống mãi nữa. Ông muốn chết. Tôi có biết một người bất tử và ông ta cũng không còn muốn tồn tại nữa. Liệu sống mãi nó tệ đến vậy sao? Thì quanh đây cũng không có gì ngoài cây và cá. Là một ngư dân thì chắc ông cũng chán ngấy việc nhìn chúng rồi. Và bộ xương kia nữa, thịt của ông ta đã thối rữa và phân hủy hết. Chính ông cũng phải chịu một cơn đói khôn nguôi trong khi không thể nào cử động được nữa. Được rồi, tôi sẽ thử. Đầu tiên là phải thoát khỏi cơn ác mộng này đã. Chắc là đi ngủ lại chăng? Ôi cảm ơn Chúa. Giờ thì mình phải đem thứ quả này cho một con vật với trái tim còn đập. Mình đào đâu ra một con vật với trái tim còn đập bây giờ? Mình xin lỗi cơ mà. Vì mục đích cao cả hơn. Ăn cái này đi, mình hứa là sẽ nhanh thôi. Được rồi, lấy máu đúng không? Thuốc độc. Nà, chắc là ổn đấy mà. Tên như vậy thôi chứ chắc nó là thuốc chữa sự vĩnh hằng nhàm chán ấy mà. Giờ thì vận mệnh của thế giới trong tay của mình. Không gì cả. Không có gì cả. Lịch sử đã bị xóa sổ. Không còn một đôi mắt nào để chứng kiến những gì người đã xóa bỏ. Không còn đôi tai nào để nghe sự im lặng. Không còn đôi môi nào để nói lời tạm biệt. Ta chắc rằng cuối cùng người cũng sẽ không nhớ đến thế giới này đâu. Cái chết sẽ đảm bảo điều đó. Mình vừa phá hủy thế giới. Không phải là phá hủy. Mình vừa xóa sổ sự tồn tại của nó. Tất cả mọi thứ
vật chất và phi vật chất. Đây không phải là điều mình muốn. Không, mình không muốn thế này. Phải có một cách khác chứ. Ê, đừng để tôi một mình ở đây. Ê, đợi tôi quay. Lại. Mình không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà mình có thể sửa chữa điều này. Mình sửa được. Mình phải giữ cho thế giới này sống. Được rồi, lão ngư dân có nói là con cá màu cam sẽ giết được cả người bất tử đúng không? Mình có một người bất tử sẽ thích món sashimi này đây. Hey, tôi đem đến sự an nghỉ cho ông đây. Trong này tối qua tôi không biết con nào là con nào cả. Chắc là đây. Mà nghĩ lại ông làm gì có dạ dày để mà ăn nhỉ? Được rồi. Cảm ơn sự hy sinh của ông. Được rồi, người ở dưới giếng. Anh ta bảo chỉ cần chiếc đầu lâu là có thể tạo ra sự bất tử. Nếu như mình có thể cho cây thế giới bất tử thì... tất cả đều sẽ không phải chết nữa. Không còn ai cô độc nữa. Nào, đầu lâu của anh đây. Cậu không biết thứ này quan trọng đến nhường nào đâu. Chúng ta vừa thoát khỏi cái chết. Đây để tôi đi đun thuốc luôn. Cậu sẽ làm gì với sự vĩnh hằng? Tôi thì mong rằng có thể leo khỏi đây. Rồi sau đó tôi sẽ viết một cuốn sách cho mẹ. Bà ấy không bao giờ thích văn của tôi. Có lẽ tôi sẽ khiến bà ấy thay đổi. Tôi có tất cả thời gian trên thế giới này để làm việc đấy mà. Xong rồi này. Nếm thử đi. Được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Mình đã được trao cơ hội để làm lại. Mình phải làm đúng. Giờ không còn xóa bỏ sự tồn tại nữa. Mình sẽ duy trì nó mãi mãi. Không một ai chết nữa. Mọi vẻ đẹp giờ đây có thể được khám phá mãi mãi. Những ngôi sao đang chết cũng có thể được quan sát kỹ càng. Mọi bí mật đều có thể được bật mí. Mọi ý nghĩa giờ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng chỉ còn những kẻ bất tử tồn tại. Họ trôi nổi trong hư vô, quên mất bản thân mình là ai. Mọi vấn đề đều được giải quyết, trừ một. Đó là phải sống. Nghe không được thỏa mãn cho lắm. Vậy là cuối cùng chỉ có sinh vật sống là tồn tại mãi mãi, còn thế giới quanh chúng thì không à? Yeah, tôi đổi ý rồi. Ê, Chúa Trời, cho tôi quay lại đi. Tôi có thể làm tốt hơn mà. Để quay lại đoạn bạn mèo như lúc nãy là được á. Không. Đùa, quay lại thêm một tí thì chết ai à? Chết bạn mèo rồi. Xin lỗi. Rất nhiều luôn. Mình sẽ phải sống với sai lầm của bản thân, đúng không? Cứ lấy tạm thuốc độc đi vậy. Giờ thì đi đâu đây? Hình như khu đất ở giữa này có hơi to so với bình thường. Liệu có phải? Đường đi bí mật. Đây là bờ biển à? Chào xin. Cô ấy thật đẹp. Biển ấy, dáng hình của cô liên tục biến đổi. Màu sắc của cô ấy hoàn hảo. Tôi mong rằng có thể được ngắm tác phẩm nghệ thuật này từ giờ đến cuối đời mình. Làm ơn đừng bỏ gì lên cô ấy. Được rồi anh bạn à. Được rồi. Tôi ghét cậu. Tôi cũng ghét tôi. Ok, xem xung quanh có gì không. Kia là tàu ngầm à?
Oh, mọi thứ đều màu hồng. Tôi không rõ tại sao tôi chưa chết, nơi đây chắc là dính độc hết rồi cơ mà. À, có một cái cây ở đây. Đấy không phải là cây. Cái màu hồng này đau quá. À, chỗ tàu biển chết rồi. Oh, tôi cũng chẳng đi đâu được cả. Tôi cũng không nghĩ là sẽ muốn nhìn thấy anh mọc chân lên và đi đâu. Đây chắc hẳn là chỗ tàu biển chết. Oh, liều một phen. Hả? Đây không phải là đáy biển. Những ngôi nhà giống hệt nhau, trải dài như vô tận vậy. Quay ngược lại thì sao? Không có gì thay đổi cả. Liệu có phải mình phải đi vào trong nhà không? Này nhóc, con thỉnh thoảng nên ra ngoài một chút. Bố rất không thích khi con cứ ngồi trước tivi đâu. Con cũng nên tưới cái cây trong phòng nữa. Nào nào con yêu, mẹ chắc là nó vẫn sống mà. Mẹ sẽ ở đây rửa cái đĩa này trong một tuần tới. Vâng mẹ, con sẽ xem tivi chút đã. Buồn cười hả? Này nhóc, nằm trên giường và chết đi. Mọi thay đổi mà nhóc muốn đều phi lý. Không có gì nên thay đổi cả. Đừng đi bầu, làm những điều tồi tệ vì tiền. Ta không cử động được. Nói những điều đẹp đẽ vì tiền. Ta không quan tâm đến ngươi. Ngươi không thể thông minh trừ khi được trả tiền để làm vậy. Ngươi không thể thông minh trừ khi được sinh ra đã như thế. Tay của ta bị dính lên tường. Chúng ta đã làm thế giới tốt đẹp hơn. Con sẽ đi lên phòng của mình. Cánh cửa dẫn về cái cây. Nó đó như nhắc nhở rằng trách nhiệm vẫn ở trong tay mình. Mình là người có thể thay đổi vận mệnh thế giới này. Nhưng nó có nên được thay đổi không? Liệu những gì mình làm có khiến mọi thứ tốt đẹp hơn không? Đợi đã. Có cái gì đó đằng sau cánh cửa. Có gì đó muốn thoát ra ngoài. Nó muốn mở cửa. Nó muốn mình. Tôi sẽ không chết ở đây. Tôi có một sứ mệnh. Tôi sẽ không chết ở... Đấy. Đây là phía bên kia. Yes, it's Father Knows Best, transcribed in Hollywood, starring Robert Young as father. Kia là brought to you by America's favorite coffee. The coffee that's always good to the last drop. Máu của mình. Đây là mình. Ta không biết mày muốn cái gì nữa cây ạ. Ta không biết phải dẫn dắt thế giới này như thế nào. Nên là... Này, nhận lấy đi. Làm gì thì làm. Một hệ quả của thế giới đã nuôi dưỡng ngươi. Ta không trách ngươi. Mặc dù ngươi đã giết đứa trẻ máu mủ của mình.
Vì đó cũng là điều đã từng xảy ra với chính ngươi. Ngươi không xứng đáng có được sự thương cảm, nhưng ta rất tiếc. Mong rằng chúng sẽ có kết cục tốt đẹp hơn. Vậy là mình vừa giết mình ở quá khứ. Và nó không tạo ra một nghịch lý. Không, nó tạo thành một vòng lặp. Và mình sẽ giết mình liên tục. Hay lắm. Tuyệt vời. Giờ thì lại cho tôi quay về đây cơ đấy. Muốn tôi làm gì? Không thích cái kết đó à? Chúa cây. Định giữ tôi ở lại cho đến khi tìm được số phận thích hợp cho cái thế giới này hả? Được thôi. Tôi sẽ chơi trò chơi này ngay khi tôi biết được mình phải đi đâu tiếp theo. Hình như vẫn còn người mình chưa giúp. Tức là mình sẽ phải quay lại chỗ đó. Ông muốn cái bức tranh đúng không? Nhưng mà thế giới trong mơ này lại không nắm giữ bức tranh ấy. Nó chỉ có ở thế giới thực mà thôi. Liệu mình có thể dùng công cụ gì không nhỉ? Cái hũ. Mình chưa dùng cái hũ bao giờ nhỉ? Tờ giấy dưới giếng nói rằng cái hũ thủy tinh chỉ đựng được ký ức. Ký ức của người đã khuất có thể vật chất hóa trong cái hũ. Ê, đừng bảo là... nó không logic một chút nào cả. Nhưng mà ít ra mình có thể đưa nó cho người đàn ông trong mơ rồi. Lạy chúa tôi, cậu tìm thấy nó rồi. Nó không còn thâm thúy như tôi nhớ, nhưng tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng để thất vọng từ lâu rồi. Trong một thiên cổ, bức tranh này chỉ tồn tại trong trí óc tôi. Nó vẫn tuyệt đẹp và tôi hết lòng biết ơn. Đây là tài sản duy nhất còn lại của tôi. Cảm ơn. Nhìn nó như là cát vậy. Xương lỏng. Nó cũng là chất lỏng đúng không? Tức là tôi có thể đem nó đổ vào dòng nước đúng không? Hãy bỏ đây là cái kết đúng đi. Làm ơn hãy bỏ đây là cái kết đúng đi. Giờ tất cả mọi người là xương. Một cái kết đáng thất vọng. Tôi khá chắc là thế. Chẳng có ai có mắt nhìn nghệ thuật cả. Chẳng có ai có da để chạm vào nhau. Nói thật thì nó khá là kỳ. Thôi thì ít ra Halloween nó sẽ vui. Được rồi, rõ ràng là tôi không muốn tất cả mọi người bị biến thành xương sầu. Chắc chắn là tôi phải bỏ qua cái gì đấy. Quay lại đáy biển xem. Đấy, tôi khá chắc là thấy một tòa nhà bị chìm xuống dưới này. À, đây rồi. Ngó xem bên trong có gì không? Một cái chìa khóa. Mình không nghĩ là đã thấy một cánh cửa bị khóa nào cả. Rõ ràng là còn thiếu một cái gì đấy nữa. Sang khu rừng mùa thu xem nào. Được rồi. Căn nhà, cái giếng, một con suối. Đi theo con suối thì sao? Mình đến đầu nguồn rồi. Và quanh đây chỉ có một cánh cây nhỏ và một tờ giấy. Manh mối. Để xem nào. Hóa dược học, tập 10, trang 9. Công thức pha chế này sẽ giúp sự phát triển của tất cả các loại cây cỏ. Nó chỉ yêu cầu máu của một con quái thú và xương lỏng thôi. À, xương lỏng thì mình có rồi cơ mà. Máu của quái thú. Mình có thấy con quái thú nào đâu. Ôi không. Yeah, tôi xin lỗi một lần nữa. Cơ mà vì cái kết tốt đẹp hơn. Ở đây cũng tiện có một cái hồ nước phù hợp để pha chế. Được rồi, máu quái thú và xương loãng. Đó. Và đây, thuốc mọc cây. Cái cây kia là sức sống của cả thế giới này. Tức là nếu như tôi dùng thuốc này cho cái cây, nó sẽ phát triển và thế giới cũng sẽ phát triển theo, đúng không?
Tôi xong rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Cái cây đã bị đột biến. Nó tìm kiếm một loại thức ăn mới. Một giáo phái được thành lập để phục vụ. Mỗi năm, người hiến tế được chọn ngẫu nhiên. Người phản đối sẽ bị ăn sống. Cái cây không được đói. Nó còn tệ hơn tất cả những gì xảy ra ban nãy. Được rồi, làm chết cây cũng không được, cho cây phát triển cũng không xong. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Đây, này, máu mèo này, vừa cắt tiết tươi luôn đấy, cho này. Nó không thể nào tệ hơn ban nãy được đâu. Chúng ta đã bị nguyền rủa bởi khuynh hướng bạo lực. Cá nhân rất dễ để giết. Các hệ thống không thể được hình thành. Con người không nói chuyện. Tất cả xung đột đều kết thúc bằng dao găm. Cộng đồng không bao giờ phát triển. Tôi mệt. Ê, có lẽ là Chúa cũng không biết phải làm thế nào với cái thế giới này, cho nên mới giao công việc cho một thằng dân đen như tôi ý. Ổng không muốn chịu trách nhiệm với cái kết cục tồi tệ nên đổ hết lên đầu tôi đúng không? Kiểu tôi đâu phải là Chúa Trời, tôi đâu có sức mạnh. Trên tay tôi có mỗi 3 cái lọ, một cái hũ, một cái cần câu, một con dao với cả mấy con cá. Ông bảo đây là công cụ để thay đổi vận mệnh à? Xin lỗi, tôi cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé thôi. Nếu cái cây kia là thế giới thì tôi chỉ là một cái cành cây nhỏ mà thôi. Đợi đã. Cành cây nhỏ. Có một cái cành cây nhỏ, mình nhìn thấy một cái cành cây nhỏ. Nó trong rừng mùa thu. Mình nhớ nó ở đây, gần thang nước. Đây rồi. Nếu bây giờ mình dùng thuốc mọc cây thì một cái cầu dẫn lên trên thác nước. Cuối cùng, sắp đến rồi. Mình có thể cảm nhận được đây là sự kết thúc. Sắp rồi. Cái cây đó có thể tạo thành một cái cầu bắc ngang qua sông luôn hơn là lòng vòng thế này cơ mà. Tôi cũng không phản nàn đâu. Đây, có một con đường ẩn. Đó là một nhà thờ. Trông nó khá là giống cái ở dưới đáy biển. Chiếc chìa khóa, đúng rồi. Mở ra, nào, mở ra nào. Được rồi, cho tôi một cái gì đấy đi, bất cứ cái gì. Nơi này trống trơn. Đây là rượu. Mình đến đây chỉ để lấy rượu. Tôi đã có thể tưởng tượng được luôn cái kết rồi. Tất cả mọi người đều say, mọi thứ vẫn không thay đổi, cái chết vẫn sẽ đến, bla bla bla. Tôi còn chẳng buồn đem thứ này đến chỗ cái cây. Vô dụng. Cứ tưởng là được cái gì, hóa ra. Cái gì đây? Đây là mặt trăng à? Ok. Chắc là cứ đi tiếp về phía trước à? Xin chào. Người đã chứng kiến nhiều sự giải thích cho thực tại này. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm sự thật của ngươi giờ đã đến hồi kết. Vì ta là Chúa. Ta đã tạo ra thế giới này gần đây y hệt như bây giờ. Quá khứ của nó chỉ là ảo giác. Đây không phải là một ký ức bị làm méo mó. Đây không phải là một trò chơi điện tử. Đây là thực tại mà ta chịu trách nhiệm. Dù vậy,
ngươi là người định đoạt số phận của vùng đất này, và cuộc hành trình của ngươi đã dẫn đến nơi ta. Ta rất hài lòng với kết quả này. Hãy nhận lấy thứ này, và chúng ta có thể tạo ra một thế giới với tương lai không xác định. Hãy hân hoan lên, ngươi đã biến tất cả thành thật. Cảm ơn Chúa. Vậy tôi phải làm... đây. Ý chí tự do. Phải. Đây là đáp án. Tạ ơn người. Với ý chí tự do, ai cũng có thể suy nghĩ cho riêng mình lối ra ở đâu nhỉ? Số mệnh không phụ thuộc vào mình, mà phụ thuộc vào tất cả. Từ lại phải đi xuống à? Mình là người quyết định cho số phận của thế giới. Nhưng với thứ này, sẽ không còn số phận nữa. Không còn gì được định sẵn nữa. Đó sẽ là sự tự do. Sự tự do đúng nghĩa. Phải. Đó là thứ mà vùng đất này cần. Sự tự do. Nào, đã sẵn sàng để phá bỏ mọi xiềng xích chưa? Mặc dù họ không nhận ra, nhưng cuộc đời của mỗi người đều không phải là thật. Những năm tháng ngắn ngủi của họ trên vùng đất này đã bị định đoạt bởi số phận. Ẩn giấu trong vũ trụ, người đã tìm thấy sự thật. Chúa có thật, và đây là công trình của Ngài. Giờ tất cả đã có thể nghĩ cho riêng mình. Tất cả bọn họ giờ là thật. Tương lai không tồn tại, cho nên chúng ta phải tạo ra nó. Giờ thì tất cả đã hiểu, chẳng có gì là thật cả. Polygon của chúng ta thô cứng và rõ ràng. Đây là chữ trên màn hình. Thực tại rất quan trọng, đừng để nó rời khỏi tầm mắt. Nó không sâu sắc lắm, nhưng mà nó thật. Hãy đi ra ngoài và sống thật đi.
Game vừa bảo mình đi chạm cỏ à?